cô bé phát hiện ra một bông hoa đang phát sáng. Bông hoa này thực sự quá xinh đẹp, cô bé không kiềm chế nổi, muốn ngắt nó, kết quả bị gai đâm vào ngón tay. Lúc này, chị gái cô bé tìm đến, nhìn thấy bông hoa đang phát sáng, cô ấy cũng bị thu hút không thể rời mắt, tay cô chị cũng bị gai đâm bị thương. Hai chị em cảm nhận được điều kỳ quái, lập tức rời đi, nhưng họ không thể ngờ được rằng điều này đã thay đổi cả cuộc đời của họ. Sau khi trở về nhà, người em đột nhiên ngất đi, người chị phát hiện hai mắt cô bé đã trắng dã, trên người đầy những tia máu, đến tay của người chị cũng giống như vậy. Họ tìm đến một thần bà trong thôn, thần bà nhìn, rồi lại ngửi. Sau cắt một đoạn tóc của cô bé, ném vào trong nồi, lập tức từ trong lửa bốc lên làn khói màu đen. Thần bà hoài nghi họ trúng tà, nhưng người chị nhất quyết không tin, hai người quay người rời đi. Đến buổi tối, bên tai hai chị em xuất hiện một âm thanh, câu dẫn họ mau đến khu rừng ban sáng. Sau đó, hai người bị đống dây leo dưới đất trói chặt. Mặt khác, nam chính Ivan sau khi lấy được kiếm thần đã không ngừng di chuyển giữa hai thế giới. Hôm đó, anh mở một bản nhạc lãng mạn. Anh tặng cho Vasilisa một thỏi son, chuẩn bị thể hiện tình cảm nồng nhiệt. Kết quả, sau khi tỏ tình thất bại, người cha nói anh tham gia thi đấu thể thao, gia tăng sự tín nhiệm của anh trong lòng người dân. Ivan vốn không muốn tham gia, nhưng nhìn thấy tướng quân vô cùng xuất sắc trong cuộc thi đang u mê nhìn Vasilisa, hơn nữa còn lên tiếng khiêu khích hoàng tử là anh. Anh không thể nhẫn nhịn nổi nữa, anh chuẩn bị trở về thế giới hiện thực mua dây móc, nhưng có làm thế nào cũng không triệu hồi được vòng tròn thời gian. Pháp sư đột nhiên xuất hiện sau lưng Ivan. Sau khi nhìn kiếm thần, ông nói với anh sức mạnh của thanh kiếm đang dần suy yếu, cách mua dây móc không thực hiện được, anh chỉ có thể cứng đầu đi tiếp. Ivan vượt qua được con rồng lửa một cách thần kỳ. Thử thách tiếp theo là một người khổng lồ. Ivan dùng những lời hoa mỹ mê hoặc người khổng lồ, cuối cùng thuận lợi vượt qua. Chính vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một người phụ nữ cưỡi con chim đen. Cô ta từ từ đáp xuống mặt đất. Tiếp đó một chim cú mèo hóa thân thành người. Hai người này chính là hai chị em nhiều năm trước bị cây quỷ dùng ma thuật khống chế. Mục tiêu hai người lần này chính là cây kiếm thần. Binh sĩ tiến đến ngăn lại, nhưng người phụ nữ tóc ngắn dang rộng đôi tay đã biến binh sĩ trở thành người của cô ta. Cô em tóc dài trực tiếp biến thành con chim cú mèo bay vào trong phòng. Người chị không ngừng khống chế binh sĩ. Lập tức tất cả mọi người đều rơi vào trận chiến khó khăn. Lúc này, con cú mèo đã tìm thấy thần kiếm, định rời đi. Ivan vung tay ném chiếc Nokia dạy dỗ cho nó một bài học, nhưng ma thuật của người chị thực sự quá mạnh. Quốc vương ở lại ngăn đám binh sĩ để Ivan cùng mọi người chạy đi trước. Thần bà triệu hồi tổ chim biết chạy, để nó đi trên sông thu hút kẻ địch, còn họ thì trốn dưới cây cầu gỗ. Chờ đến khi đám quân truy đuổi rời đi, thần bà cũng nói ra nguồn gốc mọi chuyện. 1000 năm trước, có một pháp sư thường xuyên cứu những sinh vật bị thương, nhưng đồng thời sinh mệnh của ông cũng ngày một giảm đi, nên ông đã tạo ra một thần kiếm, chuẩn bị kết hợp nó với viên đá ma thuật để được trường sinh bất tử, nhưng lại bị đồ đệ của mình dùng đá ép chết. Sau đó, đồ đệ đã được trường sinh bất tử, nhưng pháp sư vẫn chưa chết. Người luôn khao khát có được sự bất tử như ông đã biến thành cây quỷ. Để trừ khử cây quỷ, họ đã cưỡi một con cá voi biết bay, chuẩn bị đến tuyết quốc phục sinh đồ đệ của pháp sư. Đây là một viên thuốc thần bí, chỉ cần uống nó thì sẽ có thể cầm lên được sợi dây xích còn to hơn người. Họ dùng lực kéo một phát, hòn đảo nhỏ từ từ bay lên không trung. Hóa ra hòn đảo nhỏ này chính là con cá voi biết bay. Ivan thấy viên thuốc lợi hại như vậy, đã lặng lẽ trộm lấy một ít. Trải qua quãng đường dài, họ đã đến trước một mỏm đá hình mặt người. Họ muốn lấy được linh hồn từ viên đá đầu người để phục sinh đồ đệ của pháp sư, nhưng đá đầu người sao có thể dễ dàng cho họ cơ chứ? Nên Ivan đã dùng kế dương đông kích tây. Anh nói, linh hồn chỉ là trong truyền thuyết, căn bản không có năng lực giúp hồi sinh con người. Không ngờ viên đá đầu người vô cùng kích động, lập tức khiến linh hồn phát sáng. Viên đá còn nói muốn phục sinh cái gì thì thử vào miệng ông ta thử xem. Ivan cầm theo linh hồn bước vào trong động, nhưng anh bất cẩn rơi xuống vực sâu ngàn thước. Nhưng điều thần kỳ là, một giây sau anh đã đứng trên một con thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ đưa anh đến một bến cảng. Ivan phát hiện cha mình đã đứng trước mặt. Hóa ra trước đó, cha vì muốn để họ chạy thoát, không may đã bị cây quỷ đâm chết. Sau khi Ivan biết được, anh muốn dùng linh hồn hồi sinh cha mình, nhưng người cha lại đưa nó cho đồ đệ của pháp sư. Không sai, đồ đệ của pháp sư chính là Kosi, người cha đích thân tiễn bọn họ đi. Mặc dù Ivan rất đau lòng, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt là đánh bại cây quỷ. Có điều sau khi Kosi được hồi sinh thì mất đi trí nhớ, chỉ nhớ rằng cây quỷ thực chất là một hòn đá. Thần bà gõ vào đầu ông ta một cái mới miễn cưỡng nhớ ra được vị trí chưa chính xác của viên đá. Sau đó mọi người một lần nữa lên đường. Nhưng khi mới đi được nửa đường, cho dù gõ vào đầu thế nào, Kosi cũng không thể nhớ ra được. Họ chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Ivan uống viên thuốc thần, sau đó giấu kiếm thần bên dưới tảng đá lớn, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lúc tướng quân canh gác, đột nhiên bị một mũi tên bắn trúng. Chính là người chị đuổi đến. Hóa ra là do trước đó, Ivan chặt cây nên đổ lộ tung tích. Mọi người nhanh chóng đứng dậy chống trả. Ivan muốn lấy thần kiếm ra, nhưng phát hiện số thuốc thần đã bị uống hết. Anh trở về bộ dạng yếu ớt vốn có. Đồng thời thần bà cũng phát hiện là do anh trộm thuốc thần. Cảnh này vừa hay bị Vasilisa nhìn thấy. Cuối cùng nhờ pháp thuật của thần bà, họ mới may mắn chạy thoát. Nhưng thần kiếm đã rơi vào tay kẻ địch. Hòn đá được đặt xuống gây ra sụp lở, khiến Ivan và đồng đội bị chia cách. Nhìn Ivan thất bại ở trước mắt, Vasilisa lựa chọn đi cùng đồng đội trị thương. Ivan chỉ đành đi đường vòng để gặp lại họ. Mặt khác, người em đang trên đường đưa thanh kiếm trả lại thì bị người chị tấn công từ phía sau.
chú chim cú mèo đang bay lại bị người phụ nữ cưỡi rồng đen lén tấn công. Hóa ra người chị muốn có được thần kiếm, hơn nữa còn khống chế em gái mình. Nhưng có tìm thế nào cũng không tìm ra được thần kiếm. Thực ra thần kiếm rơi xuống sớm đã bị người khổng lồ nhặt được. Người khổng lồ lại vừa hay gặp được Ivan một mình trên đường. Họ trở thành một đội, giữa đêm đột kích vào căn cứ của kẻ địch. Cùng lúc đó, Vasilisa và Kosi cũng vừa hay đến. Trong lúc chiến đấu, Ivan phát hiện ra một hòn đá. Ivan cho rằng đó là thân thể thực của cây quỷ, nhưng sau khi chặt đôi lại không có bất cứ phản ứng nào. Anh lập tức hỏi Kosi chuyện này là thế nào. Nhưng bản thân Kosi cũng không hề biết, đột nhiên đầu của Kosi bị chặt xuống. Lúc này ông ta mới nhớ ra vị trí chính xác của cây quỷ lúc đầu. Sau khi biết được vị trí, Ivan lập tức chạy đến đó. Anh dùng thần kiếm, mạnh mẽ đâm vào hòn đá. Viên đá phát ra tiếng nổ kịch liệt. Nhưng cây quỷ không hề chết mà lại được Ivan thả ra từ trong hòn đá. Lúc này, sức mạnh của nó càng trở nên đáng sợ hơn. Cây quỷ tóm lấy Kosi nhấc lên. Nó đối với tên phản đồ này, hận đến tận xương tủy. Kosi muốn dùng linh hồn để khuyên cây quỷ ngừng tay. Nhưng thủ oán 1000 năm qua đã khiến cây quỷ trực tiếp đập mạnh Kosi xuống đất. Đối diện với cây quỷ có sức mạnh vô cùng, tất cả đồng đội của Ivan đều rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đến Ivan cũng bị trói chặt. Anh tận mắt nhìn Vasilisa đang dần bị chôn xuống dưới đất, chính vào lúc cây quỷ muốn giết chết Ivan, thời gian đã ngừng lại. Ivan một lần nữa nhìn thấy cha mình. Cha nói với anh, thực ra trên người anh luôn có một năng lực, chỉ cần giải phóng được nó ra, cây quỷ căn bản không phải đối thủ của anh. Nhớ đến những người đồng đội bên cạnh mình. Những lời này khiến Ivan cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể. Bây giờ, vầng hào quang của nam chính chính thức bộc phát, anh nhẹ nhàng ném cây quỷ sang một bên, rồi lại dùng dây thừng buộc vào quả cầu thịt. Ném về phía cây quỷ, giữ chặt, anh dùng lực nhặt cây kiếm thần lên, vẽ một vòng tròn dịch chuyển trên mặt đất. Sau đó, một nhát kiếm vẽ ra, thành công triệu hồi cây quỷ đến thế giới thực. Không ngờ, một cây quỷ hùng mạnh như vậy lại sợ ánh sáng mặt trời. Nó không ngừng đào đất, sau đó yếu ớt vùi mình xuống bãi đỗ xe dưới đất. Dưới ánh nắng chiếu rọi, cây quỷ dần dần hóa thành tro bụi. Mọi người cũng được thả ra. Họ đã thành công chiến thắng được thế lực đen tối. Pháp sư cũng tấn công người chị tóc ngắn, sau đó giúp những người bị khống chế khôi phục thần trí. Người chị thấy sự tình không ổn, lập tức biến thành làn khói đen tháo chạy. Cô ta từ từ đi vào lòng hồ tối đen. Ở một nơi khác, một cặp vợ chồng đã mua một thanh kiếm gỗ làm quà cho con trai trong tương lai. Người mẹ vừa cầm thanh kiếm gỗ, bụng liền đau dữ dội. Xem ra vẫn còn phần sau để xem đó. Bộ phim là phần kế tiếp của phim Hiệp sĩ cuối cùng. Nếu bạn chưa xem phần 1 thì có thể xem lại một chút, mặc dù tình tiết có chút thiếu logic. Nhưng hiệu ứng phép thuật lại vô cùng đặc sắc, đáng để mọi người cùng nhau thưởng thức. Được rồi, tôi là Mão Quân, nhớ follow tôi sẽ đem đến những bộ phim hay hơn nữa nhé.